Quý vị thân mến, tài trí kiệt xuất, Tần Thủy Hoàng đăng cơ làm Tần Vương khi mới 13 tuổi do trọng phụ Lã Bất Vi nhiếp chính. Sau khi đích thân trị vì, ông đã tiêu diệt 6 nước và tự xưng là Thủy Hoàng Đế, tức là vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Hãy cùng nhìn lại hành trình bước lên ngôi vua đầy biến cố và uẩn khúc số phận của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa trong video sau đây của chúng tôi. Tần Thủy Hoàng, hành trình bước lên ngôi vua đầy biến cố và uẩn khúc số phận của vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng, tên thật là Doanh Chính hay còn có tên khác là Triệu Chính, là vị vua thứ 36 của nước Tần ở Trung Quốc từ năm 246 trước Công Nguyên đến 221 trước Công Nguyên trong thời kỳ Chiến Quốc. Năm 13 tuổi, Doanh Chính đăng cơ làm Tần Vương do trọng phụ Lã Bất Vi nhiếp chính. Sau khi đích thân trị vì, ông đã tiêu diệt 6 nước và tự xưng là Thủy Hoàng Đế, tức vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Ông tại vị 37 năm, trong đó xưng vương 25 năm, xưng đế 12 năm. Năm 210 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng qua đời vì bệnh ở tuổi 49. Vị hoàng đế đầu tiên trong lịch sử Trung Hoa. Tần Thủy Hoàng là con trai trưởng của Tần Trang Tương Vương, tên thật là Doanh Dị Nhân, hay sau này còn có tên khác là Tử Sở, và mẹ là Triệu Cơ, người Hàm Đan nước Triệu. Do mẹ của Tần Trang Tương Vương là Hạ Cơ, không được thái tử yêu, nên Dị Nhân phải làm con tin của Tần ở nước Triệu. Và cũng tại nước Triệu, Dị Nhân nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Lã Bất Vi, vốn là thương nhân nước Vệ, trong âm mưu buôn vua bán chúa. Lã Bất Vi có một người tiểu thiếp tên là Triệu Cơ, dung mạo xinh đẹp, lại có tài ca múa đàn hát. Biết Dị Nhân phải lòng Triệu Cơ, Lã Bất Vi đã dâng Triệu Cơ cho công tử nước Tần này. Không lâu sau, Triệu Cơ mang thai và sinh ra Doanh Chính, tức Tần Thủy Hoàng sau này. Năm 257 trước Công Nguyên, tức 2 năm sau khi Doanh Chính ra đời, nước Triệu bị nước Tần vây, đô thành Hàm Đan, và trong lúc cùng quẫn, nước Triệu muốn giết Dị Nhân để chút giận, nhưng may thay đã được Lã Bất Vi lập kế chạy thoát về nước Tần. Tuy nhiên, Triệu Cơ và Doanh Chính không kịp trốn theo, phải ở lại nước Triệu. Nước Triệu muốn giết cả hai mẹ con, nhưng Triệu Cơ là con nhà tai mắt ở Triệu, nên hai người đều sống. Họ phải lẩn trốn trong nhân gian suốt 7 năm trời đằng đẵng, chịu đủ đắng cay tủi nhục và Doanh Chính liên tục bị mọi người bắt nạt. Sau khi Doanh Chính trở về Tần Quốc và lên ngôi vua, ông đã chinh phạt 6 nước chư hầu. Khi tới nước Triệu, Doanh Chính đã tìm kiếm và giết chết những người đã bắt nạt ông hồi nhỏ. Doanh Chính cùng mẹ trở về nước Tần, ông đã được phong làm thế tử. Tuy nhiên, lúc này Doanh Chính lại bị một số quan lại trong triều phản đối vì cho rằng ông không phải là máu mủ của Tần Trang Tương Vương mà là con trai của Lã Bất Vi. Bởi lẽ trước khi Triệu Cơ trở thành phu nhân của Tần Trang Tương Vương, bà là một tiểu thiếp trong phủ của Lã Bất Vi. Nhiều người cho rằng Triệu Cơ đã mang thai trước khi bà được Lã Bất Vi dâng cho Tần Trang Tương Vương. Cái thai được giấu kín để đủ tháng sinh ra và đặt tên là Chính, tức là Tần Thủy Hoàng sau này. Tuy nhiên, một bộ phận lớn triều thần nước Tần vẫn tin vào việc Doanh Chính là con của Tần Trang Tương Vương và hết lòng ủng hộ Doanh Chính trước sau như một. Trang Tương Vương lên ngôi được 3 năm thì qua đời. Thế tử Doanh Chính lên ngôi Tần Vương, tức Tần Thủy Hoàng. Triệu Cơ trở thành Vương Thái Hậu. Khi Tần Vương Doanh Chính còn nhỏ tuổi, Triệu Cơ nối lại tình xưa với Lã Bất Vi và thường xuyên lén lút tư thông với ông. Về sau, khi Tần Vương đã lớn, Lã Bất Vi sợ sẽ mang vạ, nên bèn sai Lao Ái giả làm hoạn quan, rồi dâng lên cho Triệu Cơ. Từ đó Triệu Cơ và Lao Ái thông dâm, sinh được hai người con trai. Lao Ái đem hai đứa con giấu đi, định lập mưu, đợi Tần Thủy Hoàng chết thì lập con hắn làm vua. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng sau đó đã phát giác ra việc này và giết chết ba họ nhà Lao Ái cùng hai đứa con riêng của mẹ, đồng thời ra lệnh giam lỏng bà. Không chỉ có một xuất thân đầy những nghi vấn, Tần Thủy Hoàng còn sở hữu một ngoại hình gây nhiều tranh cãi đối với hậu thế. Miêu tả về ngoại hình của Thiên Cổ Nhất Đế Tần Thủy Hoàng, cuốn Sử Ký trong mục Tần Thủy Hoàng Bản Kỷ từng ghi lại lời nói của Úy Liễu, người nước Đại Lương. Vua Tần là người phong chuẩn, trường mục, trí điểu ưng, xài thanh. Trong đó cái gọi là phong chuẩn chính là chỉ sống mũi gồ lõm hình yên ngựa. Theo nhân tướng học, mũi lõm bị xếp vào đặc điểm của kiểu tướng mạo xấu. Trí điểu ưng là phần xương ngực nhô ra như ức con chim. Theo y học hiện đại, đây chính là biểu hiện của bệnh ngực ức gà, hay còn có tên gọi khác là tật lồi xương ngực. Xài thanh, nói hoa mỹ,
là giọng nói vang như tiếng sói, nhưng thực ra lại chỉ giọng khàn khàn là biểu hiện của bệnh viêm khí quản. Như vậy, ngoại hình của Tần Thủy Hoàng được khắc họa qua lời của Úy Liễu lại là một người ngực lồi, mũi lõm, giọng khàn. Các biểu hiện này tựu chung lại đều là dấu hiệu của căn bệnh thoái hóa xương. Tuy nhiên, giả thuyết trên về ngoại hình của Tần Thủy Hoàng vấp phải luồng phản đối hết sức gay gắt từ đại bộ phận giới sử học Trung Quốc. Đến từ Viện Mỹ thuật Tạo hình trực thuộc Đại học Thanh Hoa, giáo sư Đỗ Đại Khải cho biết, hầu hết những hình dung của hậu thế về ngoại hình của các vị đế vương phần lớn dựa vào tranh vẽ từ Lịch Đại Đế Vương Đồ. Lịch Đại Đế Vương Đồ là một họa phẩm của tác giả Diêm Lập Bản, vẽ lại chân dung của 13 vị hoàng đế tiêu biểu trong lịch sử Trung Hoa từ thời Tây Hán đến đời nhà Thùy. Vậy nhưng điều kỳ lạ nằm ở chỗ, họa phẩm này có chân dung của những vị khai quốc hoàng đế, cũng vẽ cả những vị vua vong quốc, nhưng tuyệt nhiên lại không có chân dung của thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng. Nguyên nhân nằm ở chỗ, từ thời Tây Hán, xã hội phong kiến Trung Hoa đã mang nặng quan điểm trục xuất bách gia, độc tôn nho thuật. Theo đó, nho gia trở thành tư tưởng chính thống. Trong khi đó, Tần Thủy Hoàng từng thẳng tay thi hành chính sách đốt sách chôn nho, cực đoan phản đối tư tưởng nho gia. Đây rất có thể là nguyên nhân chủ yếu khiến ông không được góp mặt trong họa phẩm Lịch Đại Đế Vương Đồ. Các nhà sử học Trung Quốc đa phần đều khẳng định Tần Thủy Hoàng sinh ra ở đất Tần, là người Tây Bắc mang dáng vẻ cao lớn khôi ngô, điển hình của người Hán ở vùng Tây Bắc. Bởi vậy, vị hoàng đế này ắt phải sở hữu tướng mạo anh tuấn phi phàm. Cũng đến từ Đại học Thanh Hoa, giáo sư Bạc Tùng Niên đưa ra giả thiết. Rất có thể những bức chân dung của Tần Thủy Hoàng đều được mô phỏng theo tranh của Tấn Võ Đế Tư Mã Viêm. Theo đó, Tần Thủy Hoàng được phác họa thành một vị hoàng đế có lưng thẳng, khóe miệng mím chặt, hai mắt thâm trầm, khí độ uy vũ, dáng vẻ đường đường. Nhưng những họa phẩm này lại tuyệt nhiên thiếu đi căn cứ xác thực về ngoại hình của vị vua này. Thầy giáo Triều Phúc Lâm đến từ khoa lịch sử thuộc Đại học Sư phạm Bắc Kinh cho rằng, không phải vĩ nhân nào cũng sở hữu những dáng vẻ cao lớn. Do đó, chúng ta khó có thể khẳng định Tần Thủy Hoàng là người bị còi xương dị hợm. Cũng chưa chắc ông là người cao lớn, bởi dáng vẻ bên ngoài sẽ theo thời gian mà thay đổi. Bàn về ngoại hình của Tần Thủy Hoàng, thứ khiến hậu thế quan tâm nhiều hơn cả chính là dung mạo. Những nguồn sử liệu có thông tin về tướng mạo của Tần Thủy Hoàng vô cùng ít ỏi. Họa chăng chỉ có lời nói của Úy Liễu được lưu lại trong sử ký mà thôi. Chính bởi sự khan hiếm về nguồn tài liệu tham khảo nên hình tượng của Tần Thủy Hoàng trong các tác phẩm văn học, điện ảnh phần lớn đều tạo hình theo tưởng tượng. Cung A Phòng, nỗi hận ngàn đời của Tần Thủy Hoàng. Sử sách ghi, Cung A Phòng hay còn gọi là Cung A Bàng là một cung điện do Tần Thủy Hoàng xây làm nơi nghỉ mát mùa hè, thuộc địa phận thành Tây An bên bờ sông Vi, cách trung tâm thành phố Tây An ngày nay khoảng 13 km về phía Tây. Cuốn sử ký của Tư Mã Thiên mô tả, riêng phần đã hoàn thành của Cung A Phòng đã rộng lớn tới mức chiều từ đông sang tây của phần điện phía trước dài 500 bộ tức hơn 800 mét, chiều nam sang bắc dài 50 trượng tức hơn 150 mét, phía trên có thể ngồi được hàng chục người, phía dưới có thể dựng được cột cờ 5 trượng. Theo đó, ngay từ khi khởi công vào năm Tần Thủy Hoàng thứ 35, Cung A Phòng đã là một công trình gây tranh cãi, làm hao tiền tốn của, kiệt quệ sức dân và mang tới cho vị hoàng đế không ít lửa hận thù từ muôn dân trăm họ. Cung A Phòng đi vào sách sử bởi nó được ghi nhận là nơi cất giữ vàng bạc châu báu cũng như hàng ngàn vạn mỹ nữ mà quân Tần cướp được trong cuộc chiến tranh chinh phục 6 nước chư hầu. Theo sách sử ghi chép lại, câu chuyện tình lãng mạn giữa Tần Vương với người con của một thầy thuốc nước Triệu mang tên A Phòng là nguyên do cơ bản hối thúc Tần Vương xây dựng cung điện này. Hai người quen biết nhau từ khi Tần Doanh Chính, tên của Tần Thủy Hoàng, còn ở Hàm Đan, kinh đô nước Triệu. Khi Tần Vương trở về Hàm Đan, kinh đô nước Tần, thì A Phòng cũng theo cha đến Hàm Dương tìm hoa kim cúc để chế thuốc trường sinh. Hai người gặp nhau ở đây và dưới danh nghĩa anh thợ mộc, Doanh Chính ngỏ lời muốn kết hôn cùng A Phòng và được cô nhận lời. Tưởng như cái kết viên mãn sẽ đến thì câu chuyện tình yêu này đến tai Thái hậu Trịnh Cơ, người muốn Tần Thủy Hoàng lấy công chúa một nước khác để liên bang chính trị. Chính bà và người tình, ông Lã Bất Vi, đã nhiều lần âm mưu giết A Phòng. Trong bối cảnh rối ren, nội cung nước Tần, các nước Triệu, Sở, Ngụy, Vệ tìm đủ mọi cách để ám sát Tần Doanh Chính. Chuyện kể có công chúa nước Triệu mang tên là Trường Lạc có dung mạo giống A Phòng nên đã đóng giả A Phòng rồi được đưa vào cung nhằm ám sát Tần Doanh Chính. Trùng hợp thay, đám cận vệ của Đồng Thái Thú, thân cận của Thái Hậu, tưởng nhầm cô là A Phòng nên đã ra tay giết hại. Tần Doanh Chính tưởng Trường Lạc là A Phòng nên vô cùng đau đớn. Ông đem thi hài công chúa này vào một quan tài bằng pha lê rồi chờ người mang thuốc đến cứu chữa.
Trong khi đó, A Phòng thật sự lại bị các nước chư hầu khống chế, cho uống thuốc mất trí nhớ và lợi dụng cô để ám sát Tần Doanh Chính thêm một lần nữa. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi Hoa Dương Thái Hậu, bà của Tần Doanh Chính, hát lại bài hát mà họ từng hát với nhau khi xưa. A Phòng tỉnh cơn mê và đôi uyên ương đã nhận ra nhau. Khi Tần Doanh Chính quyết định đi đánh chiếm các nước khác nhằm thống nhất Trung Nguyên, A Phòng vì không khuyên ngăn được nên quyết định tự vẫn. Tần Thủy Hoàng lúc này vô cùng đau khổ, ông quyết thống nhất cho bằng được Trung Hoa, lên ngôi hoàng đế rồi xây dựng cung điện mang tên A Phòng để tưởng nhớ người tình năm xưa. Chính sử lẫn giã sử đều cho rằng Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ chính là người đã ra lệnh thiêu đốt trụi cung A Phòng. Vài năm sau khi cung này hoàn thành, cung A Phòng bị thiêu đốt lửa cháy 3 tháng không tắt. Cái chết của người mình yêu, những trò vui tiêu khiển, kinh động đất trời, song không thể làm nguôi ngoai tình cũ đã biến nơi đây trở thành một niềm uất hận, không thể nào nguôi của Tần Thủy Hoàng, cho đến khi vị vua tàn bạo bậc nhất lịch sử Trung Hoa này qua đời. Tuy là vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Quốc, Tần Thủy Hoàng vẫn được coi là người đàn ông có số phận bi thảm nhất thế giới. Có lẽ rất nhiều người cho rằng thật nực cười khi nói rằng một ông vua có quá nhiều người phụ nữ trong đời là một nỗi bi thảm. Tuy nhiên điều này lại đúng với Tần Thủy Hoàng, bởi lẽ từ khi lên ngôi vua, ông không hề lập hậu. Mặc dù ngủ với hàng nghìn người phụ nữ, nhưng ông lại không có một mối tình chân thành. Không chỉ trong các tài liệu lịch sử, mà ngay cả trong những khám phá khảo cổ học sau này cũng cho thấy, lăng mộ của Tần Thủy Hoàng chỉ có thi thể một mình ông. Khi còn sống, không có một người phụ nữ nào thật lòng đối đãi với mình, khi chết đi cũng nằm lạnh lẽo một mình. Từ khi Tần Thủy Hoàng lập quốc, phong trào phản kháng diễn ra vô cùng mạnh mẽ, khiến ông luôn lo lắng bất an. Do đó, Tần Thủy Hoàng thường xuyên đi khắp đất nước để thưởng ngoạn cảnh sắc giang sơn rộng lớn của mình và thỏa mãn khát vọng thống trị thiên hạ. Tuy nhiên, mỗi lần đi tuần du, Tần Thủy Hoàng đều bị kẻ địch mưu sát. Tuy bản tính thông minh, hào khí ngút trời, nhưng Tần Thủy Hoàng u mê tìm kiếm phương thức trường sinh bất lão. Nhiều lần ông đã bị bọn lừa phỉnh lừa gạt trở thành trò đùa trong thiên hạ. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 37, Tần Thủy Hoàng đã ngã bệnh và qua đời khi đang đi tuần du. Do Tần Thủy Hoàng mất ở nơi xa, lo lắng cái chết của ông có thể kích hoạt một cuộc nổi dậy lớn trong toàn đế chế, nên Thừa tướng Lý Tư đã ra lệnh không phát tang, chở quan tài trong một cỗ xe mát, cho một hoạn quan được vua yêu ngồi trong xe, đến đâu thì dâng thức ăn, trăm quan vẫn tâu việc như thường. Từ nơi Tần Thủy Hoàng qua đời về đến kinh thành mất tới 2 tháng đi đường bộ. Có những lúc trời nắng nóng, chiếc xe mát phát ra mùi thối. Đoàn tùy tùng phải sai các quan đi theo chở trên một xe thạch cá muối để đánh lẫn mùi thối. Sau khi ngã bệnh, Tần Thủy Hoàng biết mình không thể qua khỏi nên đã viết một thánh chỉ, lệnh cho hoạn quan thân cận là Triệu Cao nhanh chóng gửi cho người con trưởng đang ở biên cương là Phù Tô trở về Hàm Dương chủ trì tang sự, tức là chuẩn bị kế vị ngôi báu. Tuy nhiên, do Triệu Cao có âm mưu phản nghịch từ sớm, nên khi đưa thi thể của Tần Thủy Hoàng về tới Kinh Thành, Triệu Cao đã bắt tay với Thừa tướng Lý Tư đưa Hồ Hợi, năm đó 21 tuổi, là người con thứ 18 trong số 20 người con trai của Tần Thủy Hoàng lên ngôi vua. Sau khi Hồ Hợi đăng cơ, con trai trưởng của Tần Thủy Hoàng là Phù Tô đã tự sát. Tất cả con cái của Tần Thủy Hoàng, bao gồm cả trai lẫn gái đều bị Hồ Hợi giết sạch. Bên cạnh đó, Hồ Hợi bị Triệu Cao thao túng thực hiện nhiều chính sách hà khắc khiến dân chúng phẫn nộ, mở ra nhiều cuộc khởi nghĩa. Năm 207 trước công nguyên, Triệu Cao bức tử Hồ Hợi và nhà Tần chỉ tồn tại thêm 46 ngày nữa. Quý vị thân mến, Tần Thủy Hoàng là người bị ám ảnh bởi cái chết. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao ngay từ khi lên ngôi vào năm 13 tuổi, Tần Thủy Hoàng đã ra lệnh lựa chọn địa điểm và bắt đầu xây dựng lăng mộ cho mình. Điều có lẽ khó lý giải nhất đối với hậu thế là dường như Tần Thủy Hoàng đã định lượng được cái chết của mình để mà xây lăng mộ xong đúng thời điểm mình qua đời. Điều này ngay lập tức gặp phải những ý kiến phủ nhận. Họ cho rằng nguồn gốc sâu xa cho cái chết của vị vua này lại chính là phương cách ông dùng để chạy trốn cái chết.